Sau gần 2 tiếng dừng chân tại cái khu vực mà buôn bán sầm uất này, đi một vòng để dạo và ăn những cái đồ lặt vặt xong xuôi rồi, bây giờ chị bắt đầu đây là cái video tiếp theo tại Mexico. Giờ lên đây để tới một cái nhà hàng ăn trưa, đến đó thì mình sẽ review và gửi đến cho cô chú bác và anh chị em biết được là hôm nay là gia đình của mình ăn cái gì ở đó nha. Chắc chắn là lobster có rồi đó, mà còn những lob khác, những cái món khác nữa thì mình chưa có biết nhé. Sắp tới nơi chị nhà ăn lobster rồi nha. Rồi đang trên đường để đi vào một nơi đang trông chờ. Đây cũng là một cái nơi mà người ta cũng mua sắm luôn anh em. Đó, trước mặt mình đây. Trời, hồi nãy anh ngồi kia xong rồi đi tới đây đói bụng lại rồi nha. Không phải vì có mấy lon bia vô, có mấy lon bia vô nó bào quá. Hình như một người được 1,5 con. 1.5 hay sao? Đó, trước mặt là thấy tôm hùm rồi nha. Đó, nhìn thấy tôm hùm rồi. Đây cũng là một cái điểm mà ăn uống mua sắm anh em cô chú bác. Sanata, thành phố Sanata. Rồi tới nhà hàng rồi anh em cô chú bác. Mình lại quay cái nhà hàng. Anh chị em cô thấy là cô bác thấy vui không? Ở đây giống như Việt Nam vậy đó, vô cái khu mà ăn uống á, là người ta mời kìa đó. Đó, dành khách đó nghe, dành khách đó. Đây, ở đây là cái nơi, cái nhà hàng mà mình gặp cô bác đó. Đây là cái tên nha. I smell lobster. We got lobster fried. Are you hungry too? A little bit. You too. Hello. Every people waiting for lobster, right? Yes. Even me. I don't want to change lobster to steak. You just steak instead? Bây giờ mình vào nhà hàng để trong lúc coi như hồi hộp coi thử đặc biệt kiểu nào nha. Nói tóm lại nếu mà mình đi theo cái tour thì chắc chắn những cái đồ ăn thì đi tới thì không thể nào lầm được. Đây không gian của nhà hàng đây. Cái này là sát biển luôn nha. Nguyên một chiếc xe bus, đại nguyên một chiếc xe bus luôn. Ủa là có mới xe. Anh ngồi đây. Anh ngồi ngoài để anh quay nhé. Rồi mọi người thứ hai trước khi ăn chứ. Đầu kia thì mình thấy một người số đánh đàn, vừa ăn vừa nghe đàn và vừa nghe kèn nữa nha. Would you like to chip in for the music? If you want to suggest that kids don't count. So yes sir. Ở đây là cái người hướng dẫn viên cho cái đoàn của mình đây. Cũng rất là vui.
Sure. Thank you. Yeah, that's it. Appreciate that. Đây là cho tiền tip cho mấy cái người đánh đàn đó anh chị em cô chú bác, để mà phục vụ cho mình vừa ăn được mình vừa nghe. Okay. Okay. Hey, Linda. No, it's okay. Sam, right? No. Yeah, Sam. Linda. Margarita chanh nhìn hấp dẫn không cô chú bác? À, lên này, lên. Có Vinh, Vinh, Vinh uống cái này không? Vinh uống cái này không? Đó, lên cô chú bác nha. Cùng cái cho nó có cái thế này. Vinh uống cái gì? Thực sự mà nói ở Mỹ là cái điều này là nổi tiếng đúng không? Lên cái này. Tối nay nó mình vô đó mấy giờ? 5:30 là tàu giờ, nhưng điều xong cái này nó chờ mình ra ngoài tàu luôn đó. Chị ăn này xong là 3 giờ rồi. Được. Ăn xong rồi mình vẫn còn đi shopping nào đó được. Cái đó thì chưa có biết đó. Nói tóm lại là khi nó đổ về mình về đó rồi là mình đi vô lúc nào mình vô. Khi mà nó đổ mình về đó là mình về là đi lúc nào đi, rồi lên lúc nào lên. Đây cái món salad là thêm một bậc. Cái này là cái chắc cồn nữa. Fit chắc cồn. Chắc là ông Vinh cái này á. Fit chắc cồn chứ bác. Yeah, right here. Món chắc cồn ra trước anh em quên mất. Đây cái này của ai vậy? Cái này là taco cá anh chị em cô chú bác nhé. Ở đây là nổi tiếng rất là nhiều món. Thử món taco nhé. Anh được số đường của nó làm đúng kiểu Mỹ đấy, mấy cái món chính của Mỹ mà. Chanh này, chanh bé tí à. Rồi, mời cô chú bác ăn với đại gia đình của mình nha. Cái này là cá nha. Trời khỏi. Ông hút qua dưới nó lại đã được. Ngon. Nó có cái ớt đó hả? Ớt nè anh. Cá nướng á. À, tại vì nó giống kiểu kìa. Nó biết đền nhạc gì thôi. Này uống thử của vợ mình nha. Uống tuyệt vời luôn, cái này ngon cái này lên. Ngon hơn đó. Uống thử miếng cái này nè. Cái đó ngon hả? Uống thử miếng ngon lắm. Cái này là cái gì á? Ngon lắm. Nó đậm đà hơn, không biết có ớt hôi không. Ăn taco uống mấy cái này đúng như vậy.
ok nghe, anh Dũng mới uống lạc là đúng rồi, tại anh không có uống được cái dưới. Ờ, mình phải lắc á hả? Sao con hút vô á? Thử cơm nha. Cái gì mà thử à, thấy ngon, cơm à. Bỏ sữa hết nè. Giao giao cái này nó ngon lắm. Cái này nó ngon nè, nó lạ. Nó không có giống cái chip bình thường. Đậy đậy nè. Xoài hết á. Quên bỏ ớt. Vân Trần, want to sing? Huh? No English. Con English. Anh chị em cô chú bác thấy cái mâm lobster không? Nhìn hấp dẫn không? Lobster này là lobster biển tại đây luôn mà nướng nha. Khay này với khay đầu kia này nha, hai khay. À, một người một dĩa nha, phát cho một người một dĩa đó. Cái lobster đây lobster nướng, mà mình thấy lobster không có to, lobster nhỏ 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 thôi. Đó, đầu kia đây kìa. Thay vì khoảng 45 người, hiện tại giờ từ cái bàn đầu kia tới đây là 45 người. Đó, bưng lên liên tục anh chị em cô chú bác. Sao em bưng được đẹp á, đẹp á, đó. Đây, vào đây.
Thôi mời cô chú bác thưởng thức cái món chính mà ngày hôm nay dành ai cũng trông chờ nha. Đây là cái gì bắt đầu của mình đây. Đây nha, mời cô chú bác nha. Đây cô chú bác cái gì lóc thời nhìn hấp dẫn không? À, đây là đại tiệc của bà mình nè. Thôi giờ đến phim mình, nãy giờ mình quay phim để mình làm một cái video để chia sẻ đến cô chú bác và anh chị em cho nó nhìn hấp dẫn và đẹp. Cái này là bơ nha. Tại giờ là trong cái dĩa mình là có một con rưỡi. Cảm ngon ghê luôn, đúng ngon luôn, đúng là không uổng công đi một chuyến mới ở đất Anh, ngon ngon. Ngon quá, chăm chú vào anh không được kể cho cô chú bác nghe. Cái lớp đời này nhỏ cho nên nó ngon và nướng nữa, phục vụ cho 45 người. Chắc vậy á, mấy chiếc kia nó đi hướng khác. Đúng một con nó là vậy nè, đúng một con lắp tay vậy nè, thấy không? Cách nướng rất rất là ngon luôn. Nướng này chắc là nướng lửa than nóng lắm. Linh biết sao, với cái con lobster nó nhỏ, cho nên cái con lobster nó chắc, chắc nướng luôn. Giờ cập vô ăn đồ tùm lum tà la nhiều quá, giờ tới có lá tờ no. Của ông này thì không ăn cái gì hết đấy không? Bởi vậy tôi mới để dành bụng cho nó ăn là vậy. Đúng, bà giao lần đầu tiên ăn đó. Từ cái ngày mà ăn còn hết chứ. Rồi bây giờ ăn. Tôi bỏ cho nó cái đồ để nó ăn của giờ cập. Uống thêm miếng rượu này nữa quá. Đó. Ngon chưa? Ngon không? Ngon không? Ngon không? À, cái dĩa của mình không ngon mà còn cái đầu không à? Ăn hết chặt rồi. Ngon quá.
nói thật cái này á, mà giờ mà anh cho đã miệng á, phải 5 con. Anh đã miệng là phải 5 con. Hình như tôm hùm này không có càng hay sao á. Loại này không có càng hay sao á. Thôi vậy hả? Giờ anh đi cơm với đậu nha, cơm mẹ nha. Đây, đi cơm này, bỏ sữa ớt này. Đây là đậu nha. Rồi. Oh man, that's good. Đúng là phải nói ra đến một cái nơi ê, I never eat the lobster good like that before. Never. I have to come back. Whenever you're ready, I need to get your churros over there. Okay, thank you. Này cái đầu ra nó tôm con lúc. Đúng là anh lâu lắm rồi anh được cơm không mẹ anh cái này cái anh chan chan vô ăn á. Đúng là anh một bữa ngon ghê anh chan bên bạn. Anh Dũng mình nói này 2,5 con. Mình ăn 2,5 mình ăn 1,5 á. Sao rồi? Ngon quá. Con mình nó gói cho mình cái này là lobster nha. Lobster, cái này lobster. Để mình lobster xong rồi mình xé ra bỏ vào đây. Đó, nhưng điều mình phải ăn ớt thêm nữa. Cái này có đậu chưa? Wow. Rửa cái miệng luôn nghe. Bà biết cà chua nữa không? Sốt cà chua nữa. Đây này cà chua đây nè. Đây này còn gì nữa. Vinh Trần, con ăn nữa không? Đây con bạn, tự ăn thì ăn thôi. Con bỏ không à? Này cái món gì nữa? Bánh này nè. Và đã món kia. Bột chiên là ngọt quá đúng. Rất ngon. Cái tô này bán này lát quá. Đây anh chị em cô chú bác nè, đây là coi như cái nhà hàng mà mình mới ăn xong này đó. Đây là cái thành phố này và cái địa chỉ luôn nha. Đó cô chú bác nhìn cái này nha, nếu mà có dịp qua bên Mỹ tới đây thưởng thức cái món này nha, rất ngon, phải nói là
lâu lắm rồi mình ăn được cái món lobster tại cái nhà hàng này, rất là ngon luôn. Mình rất là ưng ý luôn. Ăn cho em cô chú bác, nhà hàng này còn ở ngoài này nữa cô chú bác nghe, nhưng mình ngồi ngoài này mình ăn cũng được. Đây cô chú bác và anh chị em, cái nhà hàng này là cái nhà hàng mà mình mới ăn xong nha, cho nên mình muốn review thêm một lần nữa để chia sẻ đến cho cô chú bác và anh chị em. Nếu mà có dịp qua đây, từ San Diego lái xe qua đây có mấy tiếng đồng hồ thôi, từ San Diego lái xe được, nhưng điều mình đi cái khu của mình, cho nên đậu vào đây xong đội xe bớt nó chở mình đi. Cho nên cô chú bác có dịp ghé cái nhà hàng này, mình có quay có để cái địa chỉ để cho cô chú bác có dịp đến đây. Phải nói là cái nhà hàng này ăn lobster rất là ngon. Mình công nhận là một cái lobster thì ở đâu cũng có, nhưng điều cái cách nướng của người ta với con lobster nó chắc, nó nhỏ mà nó làm cho con lobster nó rất là ngon. Thậm chí cơm chiên và thậm chí là cái đậu đồ mễ đó rất ngon. Cho nên có dịp cứ ghé đây ăn thử cho biết mình là ok đó. Đây, giờ ăn xong giờ đi dạo tiếp nha. Và xung quanh đây là nhà hàng rất nhiều nha. Mình thấy rất có nhiều nhà hàng bán lobster. Bán mấy cái mũ này là mũ của Mexico này. Thank you. Ở giờ đi lang thang ở cái chỗ này để coi có cái gì quay gửi đến cho cô chú bác và anh chị em nhé. Cuộc sống ở đây nó cũng mình thấy nó cũng buôn bán giành giật với nhau rồi lôi khách với nhau anh chị em cô chú bác, rất là buồn cười. Cho nên trải nghiệm cho biết được cái chỗ này như thế nào nhé. Đây là chỗ buôn bán này, anh chị bác kẹo này. Chắc mình cũng không hiểu được cái món gì luôn nha, mà buôn bán vậy rồi quá trời rồi luôn nè. À, ý chang như bên Việt Nam á, bán rồi anh thấy rồi này, rồi nó bu này, rồi nó bu bên kia, ông nó bu đó, là vì nó ngọt đó. À, bên này ở trong kia nữa kìa. Ô chỗ này bán này chuyên dừa này. À, quả này quả gì nhỉ? Como está bien mấy con bò. Rồi sau khi ăn xong rồi lên xe để mà chạy về cảng tàu lại anh chị em cô chú bác. Nè nhé. Rồi lên hết chưa? Lên hết chưa? Rồi sao? Có ai có ý kiến gì không? Hôm nay ăn có ngon không? Hả? Hôm nay ăn đắp tờ dở quá cho nên còn vỏ không à? Rất ngon cô chú bác nha, cho nên có dịp ghé tại đây du lịch nên ghé những nhà hàng đây ăn lobster nha. Rồi xe bắt đầu rời bến nè để chạy về tàu. Welcome back everybody, how was your lobster? Good. We happy? Yeah. We happy. How about your churros, were they any good? Đây khu vực miền Quảng. You see, how about the pretty crazy. Talk at the fish market. I don't see any hands up. Rồi, cuộc hành trình đi chơi, ăn uống lobster đã kết thúc. Xin chào quý cô chú bác và anh chị em. Và hẹn gặp lại video tiếp theo. Chúc cô chú bác và anh chị em một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha. Bye bye.